Ok, xin chào các bạn. Hôm nay học nhạc xin hướng dẫn cho các bạn đờn một cái bài để phục vụ cho mùa Giáng sinh năm nay của chúng ta, năm 21 này ha. Năm 21 này thì chúng ta bị cái con Covid nó hành rất là nhiều, không ai là ngoại lệ hết, kể cả học nhạc. Cái bài này thì có tựa là bài Thánh Ca Buồn của nhạc sĩ Nguyễn Vũ sáng tác năm 1972, là các bạn tính đến nay là được 49 tuổi rồi đó, và tuổi đời của nó cũng khá là lâu rồi đó. Cái trước hết thì các bạn cần phải thuộc các cái hợp âm trong cái bài này. Mình sẽ liệt kê theo thứ tự từ đồ ha. Trước hết là các bạn cần nhớ hợp âm đô, đô trưởng, đô mi sol. Đây là đô trưởng. Tiếp tục rê thứ, rê pha lát, rê thứ, mi son si, mi thứ, pha trưởng, pha la đô, pha trưởng. Tiếp tục son trưởng, son si rê, son trưởng. Rồi tiếp tục la thứ, là si, là đô mi, là thứ. Đôi khi các bạn sẽ thấy la trưởng bảy, la trưởng trước hết các bạn cần nhớ la trưởng đã. Đây là la trưởng, đây là la thứ, chỉ có cái nốt giữa này mình lên xuống thôi. Trưởng thứ, trưởng thứ, trưởng thứ, trưởng thứ, la thứ, la trưởng. Rồi ok, bây giờ làm sao để xác định cái nốt thứ bảy và cách bấm như thế nào? Như các bạn nhìn thấy nè, đầu bài á là son trưởng ha, son trưởng bảy. Son trưởng bấm như thế này, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 5, 6, 7. Đây là nốt thứ 7 của âm son trưởng, được chưa? Sau khi xác định được cái nốt thứ 7 của nó, mình chuyển nó xuống đây bấm cho dễ. Đây là một biến thể của âm son trưởng 7 gốc. Son trưởng 7 gốc là đây, biến thể của nó. Nó còn giống như con Corona, nó có biến thể là con Delta vậy các bạn dễ hình dung ha. Tiếp tục la trưởng bấm như thế này, 1, 3, 5, 6, 7. Đây là nốt thứ 7, la trưởng 7 gốc. Gốc nè, la trưởng 7 gốc nè. Chuyển cái nốt thứ 7 xuống đây bấm cho dễ. Đây là một biến thể của con la trưởng 7. Chẳng hạn như con la trưởng 7 gốc là con Corona, thì đây là con Lambda, biến thể của nó. Tiếp tục rê thứ 7, rê thứ như thế này, 1, 3, 5, 6, 7. Rê thứ 7 gốc. Đây là rê thứ 7 biến thể. Được chưa? Dễ nhớ ha. Bây giờ sẽ là cái tay phải đi, tay phải của bài này. Cái giai điệu của bài này thì rất là đơn giản, cho nên là mình sẽ hướng dẫn một lần và mình sẽ hướng dẫn chậm cho các bạn ha. Các bạn có thể chỉnh cái chế độ phát chậm lại của YouTube để các bạn tập trung nhìn vô cái tay mình xếp như thế nào. Đôi khi trong cái lúc mình hướng dẫn xếp ngón tay thì các bạn sẽ nghe mình hát theo, và mình là tự nhận mình là ca sĩ, mình là đờn sĩ hát hay nhất thế giới, nên là các bạn đừng quan tâm tới cách mình hát và chỉ quan tâm tới cái mình đang hướng dẫn tay đờn thôi ha. Ok, bài thánh ca đó con nhớ không em, con nhớ không em, 2, 3, 4, 5. Noel năm nào chúng mình có nhau, 2, 3, 4, 5. Long lanh sao trời đẹp thêm môi mắt, áo trắng em bay như cánh thiên thần, giọt môi hồng dưới tháp chuông ngân, 2, 3, 4, 5. Đó là cái tay phải mình có hát theo, và bây giờ mình sẽ đờn lại chậm thôi và mình sẽ không hát theo, cho các bạn tập trung nhìn vô cái tay nha. Bài thánh ca đó, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Cái đó là cái tay phải, bây giờ sẽ là cái tay trái. Tay trái mình sẽ rải ngón ha, chứ mình không có bấm cùng lúc ba nốt giống như thế này. Này là giống đờn organ lắm, và mình sẽ không hướng dẫn đờn organ. Mình đang đờn rải theo kiểu piano ha. Không bấm như thế này, nhưng mà sẽ rải. Rải. Rồi. Trước hết thì các bạn cần nhớ là mình sẽ rải cái hợp âm nào thì mình chỉ đi những cái nốt gốc của nó thôi cho nó dễ. Chẳng hạn như mình rải hợp âm son trưởng 7 thì mình sẽ không có rải cái nốt thứ 7, mà mình chỉ rải như hợp âm những cái nốt gốc của nó thôi. Nốt gốc của nó gồm có sòn, si, rê, được chưa?
mình sẽ xếp nó theo cái thứ tự là 1, 5, 8. Bỏ cái nốt thứ ba này ra. Cái nốt thứ ba này mình sẽ chuyển lên đây, được chưa? À quên, chuyển lên đây chứ không phải chuyển lên đây. Đây là cái nốt số 1 rồi. Nè, nó sẽ là như thế này nè. Bài thánh ca đó còn nhớ không em? Đó, cái đoạn này là cái đoạn các bạn rải ngón này, nghe cho nó phê. Bài thánh ca đó còn nhớ không em? Bài thánh ca đó còn nhớ không em? Đó, rải cái đoạn này nghe nó phê, nghe nó đã lắm các bạn. Bây giờ mình sẽ đờn nguyên cái đoạn đó nó như thế nào cho các bạn hình dung ha. Có đờn sai một cái đoạn đó các bạn chắc là nghe ra đúng không? Cái mình sẽ bây giờ mình sẽ đờn lại và mình sẽ cố gắng không sai nha. Mình cũng đâu phải thánh đâu, mình đừng đúng. Mình sẽ có bất cứ lúc nào mình sai và mình sẽ không có kiểm soát được đâu. Ok, vô lại nè. Nguyên cái đoạn. Ok, các bạn cần nhớ là ngay cái chỗ mà dùng bơ hôm dưới tháp chuông ngân á, thì thay vì mình rải ngón như thế này, mình có thể là thêm cái nốt thứ bảy vô để mình nghe cho có vẻ nâng cao hơn tí. Tuy nhiên các bạn có thể bỏ qua cái đoạn mà thêm nốt thứ bảy vô ngay chỗ này, các bạn có thể rải cũng được, rải là nghe nó cũng hay rồi. Thêm cái nốt thứ bảy vô cái đoạn đó nó sẽ như thế này. Giọt mưa giọt 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 mưa hương, giọt mưa hương dưới tháp chuông ngân. Đó, thêm cái nốt thứ bảy vô. Ví dụ hôm son trưởng là vậy, mình thêm nốt thứ bảy vô. Tưng 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 tưng. Gốc thì nó vẫn sẽ là dù son trưởng như thế này. Mình sẽ đờn một cái biến thể của son trưởng. Rồi mình thêm cái nốt thứ bảy vô. Và mình rã mình thả cái nốt son này ra. Từng 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 từng. Đó. Bên tay trái thì lúc đó nó sẽ là fa 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 son, fa thường, fa thăng, son. Nó là vậy. Đó, nghe nó advanced hơn và nghe nó còn hay hơn nữa. Tuy nhiên các bạn cũng có thể rải bình thường thôi. Đó, nghe nó cũng hay. Được chưa? Ok, bây giờ mình sẽ đờn lại nguyên cái đoạn đó. Và mình sẽ rải thôi, mình không có tăng 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 đâu, để cho các bạn tập theo cho nó dễ. Son ngay chỗ chữ ngân cuối câu rải rải ra vậy và mình vô lại cái bài thánh ca cùng nhau quỷ dưới chân Chúa cao sang, nó vô lại nó đờn y chang vậy, không khác gì hết, nó chỉ khác những chữ cuối thôi. Ghé theo câu đêm thánh vô cùng ôi dòng hát em mênh mang buồn đó. Để mình đờn lại cái câu thứ hai cho các bạn hình dung ha. Cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao sang, cùng
Cái mẹo các bạn cần nhớ là các bạn hãy xếp cái chữ, cái nốt gốc của cái hợp âm vô cái lời ca của ca sĩ luôn. Chẳng hạn như là cái chữ, ngay cái chữ đó của cái câu đầu tiên bài thánh ca đó, con nhớ không em, thì mình sẽ đổi cái chữ đó thành chữ son. Còn nhớ không em, đổi chữ em thành chữ đô, để cho các bạn nhớ được cái lúc nào cái ngón út nó sẽ đờn cái nốt gốc của cái hợp âm đó. À, có thêm một cái để các bạn lưu ý nữa là trong bài này á, thì mình không có ghi cái hợp âm mà nâng cao là hợp âm dụ son trưởng bát si hay là đô trưởng bát mi gì đó. Các bạn không cần, các bạn chỉ cần biết là cái chuyện hợp âm son trưởng mà bát si á, có nghĩa là cái ngón út của bạn thay vì đờn nốt gốc là son thì các bạn phải đờn nốt gốc là si trong cái hợp âm son trưởng bát si. Tuy nhiên trong bài này mình không có thể hiện cái hợp âm đó, cho nên là các bạn chỉ cần nhớ là ngón út của bạn sẽ đờn cái nốt gốc của cái hợp âm, được chưa? Chẳng hạn nè, bài thánh ca son còn nhớ không đô, là Noel năm pha chúng mình có đô, là lòng lành sao rày đẹp thêm môi son khen em bay như cánh thiên là giọt mồi rầy dưới tháp chuông son 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó, các bạn chỉ cần ráp cái nốt gốc của cái hợp âm vô cái chữ hát của ca sĩ để các bạn thuộc cái giai điệu và cái hợp âm ngay cái chỗ đó cho nó dễ. Sau khi thuộc rồi thì cái nốt ngón út của bạn sẽ đờn cái nốt gốc của cái hợp âm đó, được chưa? Nó rất là dễ. Nè, làm lại nè. Bài thánh ca son còn nhớ không đô 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 Noel năm pha chúng mình có đô 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 là lòng lành sao rời đẹp thêm môi son áo trắng em mi như cánh thiên là giọt mồi rầy dưới tháp chuông son 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thế đó là nguyên cái câu 1 ha. Rồi bây giờ sẽ là cái câu rồi mùa giá bút cũng qua mau là hình đâu giá lâu. Tay phải mình sẽ như này. Rồi mùa cũng qua mau, lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu. Đô đô rầy đô đô son mì pha mì rầy la la son 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 mi mi rầy rầy. Sao bây giờ mình hoài xa vắng, bao nhiêu đêm chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu. Đó, nguyên cái đoạn điệp khúc nó sẽ như vậy, và bây giờ mình sẽ đợt chậm lại và mình sẽ không có hát theo để các bạn tập trung nhìn vô cái tay ha. Và các nốt chạy trên màn hình chạy xuống, các bạn cứ sử dụng cái tính năng phát chậm lại của YouTube để các bạn vừa nhìn nốt chạy xuống và nhìn tay đờn theo ha. 2 3 vô cái đoạn rồi bộ giáo bố cũng mau nè. Lại nguyên cái câu này, chẳng qua là cái câu 1 nó hát thêm một lần nữa dưới này thôi và cái lời khác thôi các bạn. Rồi những năm tháng đường đón Noel 2 3 4 5 lang thang qua miền giao đường dấu yêu 2 3 4 5 điền thành ca ngày xưa vàng đêm tối nhớ qua đi thôi là đô xì son mì mì pha mì rầy rầy la xì. Đó là nguyên cái đoạn điệp khúc và cái câu kết của cái bài này. Cái bây giờ mình sẽ ghép hai tay ở cái đoạn điệp khúc ha. Rồi mùa bước cũng qua mau, ai nhớ dài lâu. Rồi một chiều áo trắng thay màu, em qua cầu xác pháo bay sau. Lời nguyện mình chưa có nghe không, sao bây giờ mình hoài xa vắng. Bao nhiêu đêm chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần anh
nhớ người yêu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À quên, cái đoạn này là của cái nối phía trên chứ không phải là chỗ này. Chỗ này nó không có là đố si la nữa các bạn. Okay. Bây giờ mình sẽ đờn lại cái câu điệp khúc và mình vô luôn cái câu rồi những đêm thánh được nó lên cái câu kết của cái câu của cái đoạn này ha. Rồi mùa nhà bố cũng qua mau, lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu. Rồi một chiều áo trắng thay màu, xếp vào bài sau, lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình hoài xa vắng? Bao nhiêu đêm, à ngay chỗ này, bao nhiêu đêm, thay vì mình rải hợp âm la thứ thì đây mình lại rải la trưởng. La trưởng 7, nhưng mà mình sẽ bỏ luôn cái nốt thứ 7 để cho các bạn dễ rải. Mình sẽ rải la trưởng 7 như thế này. Đó. Bao nhiêu đêm xuống dương gian. Thay vì la thứ là các bạn tăng 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 cái nốt đô là bấm đô này, thì bây giờ la trưởng đại 7 thì các bạn bấm đô này. Rồi. Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu. Đó, làm lại nguyên cái đoạn này. Rồi một chiều áo trắng thay màu, em qua cầu xếp vào bài sau, lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình hoài xa vắng? Bao nhiêu đêm thì nó tông đô trưởng nó khá là thấp với mình, cho nên là có nhiều cái chỗ mình hát không ra chữ luôn, bởi vì nó thấp quá, bởi vì nó thấp quá rồi các bạn. Ok, nguyên cái bài này thì mình đã hướng dẫn như vậy rồi, và chúc các bạn tập cái bài này thành công ha. Các bạn chỉ cần bỏ ra mỗi ngày chừng nửa tiếng thôi, tập từng đoạn một, và cái đoạn nào khó thì các bạn tập cái đoạn đó rất nhiều lần, còn cái đoạn nào mà dễ đợt được rồi thì bỏ qua luôn. Chẳng hạn như là cái đoạn chạy ngón này nó rất là khó nè đối với các bạn nè. Nhưng mà cái mẹo đây các bạn nhớ là các bạn chỉ cần đếm theo thôi. Chẳng hạn như mình đang chạy ngón từ nốt đô qua nốt la, từ từ nốt từ âm đô qua âm la ha. Thì cái nốt đô là cái nốt thứ nhất rồi, cho nên các bạn sẽ đếm tiếp 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Chẳng hạn nè, nghe nè. 2 3 4. Chính nó là 1 rồi. 2 3. 2 3 4 5 6 7. Cái nốt thứ 7 là cái nốt bên tay phải nó phụ cho tay trái chạy ngón. Được chưa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Đó, làm lại nè. Giáo được dấu hiệu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3.
Ok, chúc các bạn tập bài đề thành công nha. Bye bye, see you again.